chào các bạn. Hôm nay mình xem tập chụp bắt đi nhỉ nhá. Để wow. Mình vừa đeo vào. Ôi, mình sẽ đứng đây. Ôi, ôi. Đứng rất là khó nhỉ nhá. Mới cho bắt đi mình phải đầy đủ bảo hộ nhỉ nhá. Thế người ta không cho bảo hộ đi. Một mông đầu hết cả đi. Ok, Hải Thắng bắt đầu trượt, bước trượt đầu tiên. Đi xuống dốc. Hello. Trốn đây. Rồi bây giờ các bạn ấy bắt đầu trượt đầu tiên, phải ngồi xuống, phải đứng thăng bằng trước đã. Ngồi xuống, hai chân rộng bằng vai. Tư thế chuyển hình chữ V. Rồi ok, bây giờ dần dần đứng lên. Đứng lên giữ thăng bằng. Về dít. Cô chịu nhá. Cố gắng lên chứ đi. Cái gì chẳng phải cố gắng rèn luyện thì mới thành công được đúng không? Hả? Con chịu à? Trông đẹp trai này, ông bảo hộ đầy đủ này. Cố gắng lên chứ. Mày giữ cho đi. Ai bảo không có bảo vệ giờ mông ấy. Giờ mông ấy. Chỉ đau hết cả mông. Đau hết cả mông ấy. Cố gắng lên thì không bị dập mông. Cố gắng đứng lên nào. Đấy, mình đang trông rất đẹp trong bộ đồ trượt patin màu đỏ các bạn nhá. Còn anh boy màu xanh, à đã đi đầu tiên. Ồ. Nào, mình đang đứng lên nào, cố gắng lên. Chữa hai bên nào. Cố gắng lên. Anh Tuấn chú ý. Rồi anh Tuấn giữ còn bây giờ, giữ đây. Nào. Đứng lại đây. Ồ, chờ đây, chờ đây. Đứng bên một, chặn thôi. Chuyển sang hai bên. Kéo lan cái chân này chẽ luôn một tí. Rồi, chẽ anh chữ V một chút. Đấy, chẽ hai bên, cả hai chân chẽ nhà một tí. Đứng lên, ok. Ồ, chẽ nhà một tí này. Hai bên, hai chân chữ đúng nhà một tí. Đấy, còn lại con này đã. Bước đi đầu tiên, lặn chơi đi con nha. Cứ đi. À, hôm nay là trải nghiệm đầu tiên của các bạn ấy về trượt patin. Anh chưa nhá, không nhấc chân nhá, cứ trượt thôi, đứng nhấc chân lên. Ôi, đây là bộ môn đòi hỏi sự khéo léo cũng như sự kiên trì tập luyện các bạn nhé. Nào đi, tiếp này. Nào Hải Phong cố lên, đi đây đi, rồi thăng bằng đi. Trọng tâm hạ thấp người xuống, đạp sang hai bên. Ok, bạn Hải Phong đã dần dần làm quen với trượt patin rồi các bạn ạ. Đó, còn đạp sang hai bên. Đó, khi các bạn đã giữ thăng bằng rồi thì các bạn ấy dần dần tăng tốc các bạn nhé. Em còn ngã mình hạ thấp trọng tâm xuống. Hai tay sang hai bên để giữ thăng bằng. Rồi, bạn lại, bạn mình đạp. Ồ, mình đang cố lên. Không biết dần dần biết đi rồi. Đấy, rồi. Mỗi có hai cái này làm gì cậu Sơn? Cái để mình vặn lại những cái ốc. Khi nó chắc nhưng mà nó bị lỏng ra. Đây này. Đó, giờ bị lỏng ốc thì mình sẽ vặn vào. Hai cái lục. Đó. Mình đang suy nghĩ nào khi tập patin nhỉ? Có khó không? Phát biểu cho các bạn xem nào. Chơi patin nó khó không nhỉ? Lấy cái que nào để đỡ con biết gì luôn. À, con vừa đấy luôn. Đồng que để con cầm trống á. Đỡ cho con, thế thì máy quay con đỡ con đi. Máy quay. Đỡ cho máy quay. Máy quay đỡ để à? À rồi, cái chân máy quay gì? Vừa đưa cho. À? Vừa đưa cho con. À, vừa đưa cho con. Máy quay. Cái máy quay chỉ kẹt con. Ôi. Ok, để bố bỏ điện thoại ra nhá. Để bạn Minh đang tập nhận. Minh đang cố lên. Rất là đẹp trai. Đấy, con ngồi. Một khi này là có rộng không? Hơi rộng tí thì thít lại cho nó dễ đi. Rồi, đúng không?
Ồ. Các mày ăn lùi lùi đây. Đi lùi đây đúng rồi, không làm sao luôn. Một lùi đây. Đi đi, có đồ bảo hộ ấy mà không sợ ngã đâu. Bê con ngồi lên, con hai chân hình chữ V, hai chân ra vòng vai. Con ra kia để con sợ ngã. Cố đi ra. Cố lên, cố lên, cố lên. À, vô đây về nhá. Ngồi xuống hai chân để như này này. Đấy, hai chân rộng bằng vai như này. Hai chân kép vào nhau là được. Đấy, xong ngồi thẳng người lên như này này. Tiến Anh à. Rồi, anh Hải Phong lớn hơn thì đã tập đi được 3 tin rồi. Đã gần làm chủ được cái giày chơi 3 tin rồi. Cứ ngồi đây cháu đi. À. Nhanh thì đưa lên nào. Nhanh chân lên. Ui ôi. Ui ôi. Không ai đâu. Hạ thấp trọng tâm xuống. Càng dừng nó càng ngã. Bạn mình đang suy nghĩ gì đây? Suy nghĩ cái gì à? Bạn mình đang đi ra chỗ để bơi kia để con giữ con đi đi đi. À, giữ thằng bằng có bám vị nè. Rồi, cho anh Tuấn Anh đi thử nha, cái này rộng mà có thể đi được. Ok rồi. À, khi mà đi được thì rất là sướng các bạn nhé. Bắt đầu. Nó hơi sợ sợ. Rồi. Nó hơi sợ sợ một tí. Rồi. Xong càng về sau là nó không sợ tí hết. Ok. Rồi bây giờ đến mình nhanh nhé, bố dìu đạp đây, bố dìu đạp đi. Thấy. Ôi. Đứng đây. Rồi đi 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 đi. Đi nào, bước chân đầu tiên là mình đang đi đó. Chân hai bên. Phải đưa chân đưa lên. Đấy, nỗ lực tập toát cả mồ hôi rồi các bạn ạ. Đứng lên. À. Ôi. Ok. À, bây con, bây con ngồi xuống, con ngồi xuống đi, con ngồi xuống, hai chân dạng hai bên, ngồi xuống để giữ thăng bằng, ngồi xuống, không á, à, con ngồi xuống. Chỗ phải bơi. Chỗ phải bơi, con đấy à, làm đi, bố dẫn ăn nhá. À, đi. À. Đó, Hải Phong. Đây đúng không? Rồi. Bám vào đây, ok. Đấy, bám vào đi, rồi bám vào thành rồi. Tay để tay bố ra. Đấy, tập đứng thăng bằng đi. Đây này, Tuấn Anh. Đấy, dễ đi mà. Rồi, bạn Minh Đăng thì đang tập đi ở có thành bám. À, đấy, bạn Minh Đăng đang bắt đầu dần dần giữ được thăng bằng rồi. Rồi, Tuấn Anh. À Minh Đăng, đi đi, con sáng hai bên đấy, con đi nhẹ thôi, nhẹ nhàng, rồi ok, những bước đi đầu tiên của bạn Minh Đăng. Rất giỏi, ok. Đấy, nhìn thấy chưa? Biết đi rồi. Biết đi rồi là nhẹ nhàng thôi, à. Cố lên, Minh Đăng, cố lên. Ôi, wow. Đó, rồi. À, đi. Nhẹ, một nhẹ nhàng nữa đấy, đúng rồi. Rất giỏi, nào mình đang đi đi, cố lên. Được chưa? Bò bị thấy chưa? Oh, không sao cả. Đã có bảo vệ tay rồi. Rồi đứng lên tiếp, rồi tiếp tục, cố lên. Rồi đứng lên, đứng lên. À, từ từ đứng lên, rồi. À, thất trọng tâm thôi, rồi. Rồi đứng lên con. Đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Cố lên nào. Con tự đứng lên, ngồi như vừa lấy, đó. Rồi, cố lên. Con sẽ làm được nào. Ồ, đứng lên. Ồ, đấy. Đấy. Trượt đi. Kéo sang như này. Rồi. Đi, đi. Rồi. Wow. Không sao, đứng lên. Không có đèn gì. Rồi, tiếp tục. Cố gắng sẽ thành công. Nào. Này là ngã. Ờ, ok. Ờ. Wow. Ok. Rồi, lại ngồi nghỉ tí nhá, tập tiếp nhá. Cái phát biểu là khi mà mình đi được trượt ba tay như nào nhỉ bạn Minh Đăng nhỉ? Có vui không? Uống nước. À vui à, uống nước à? Sáng trắng. Boy, boy. Và lấy cho em ít nước trắng nhé. Tập luyện.
Đó, những giọt mồ hôi này. À, vui không? Mình đang vui không? Có à, vui à? Chị đứa ngã vào bể bơi. Ngã vào bể bơi à? Chấp lóng vào bể bơi bơi luôn đúng không? Đó. Đó. À con à, chúc nó nghỉ ngơi thằng à. Mình tập tiếp nhá. Nghe chưa Minh Đăng? Uống ấy không? Con uống nước trắng thôi nhỉ, tập luyện tập thể thao uống nước trắng. Trái cây. À rồi, ok. À đưa cho em. Nào mình đang uống nước đây, giải khát đây. Uống ca. Trái cây mới tốt thật, uống ca. Rồi, mình đang tiếp xúc nha. Chân bố không vừa. Bố biết đi chưa? Hả? Bố biết đi chưa? Lần đầu à? Chưa, hồi đại học là bố tập đi rồi nhưng mà lâu lắm bố chưa đi. Rồi đó, mình đang tiếp tục luyện tập. Cố lên. À, đi. À, mình đang dần dần tập đi rồi. Đó, ok, đi. Đi nhẹ nhàng nữa. À, lần đầu tiên tập patin của các bạn đấy. Wow, đi đi con. Cố lên. Đi không? À con đạp sang hai bên một tí thôi, đạp kỹ một tí hình chữ V sang hai bên rồi đi chậm chạp chậm chạp. Cố lên Minh Đăng. Rồi cố lên Minh Đăng. Cố lên nào, đi đi đi. Đi ra chơi bò à? À. Không rồi. Không cần. Không cần đấy, đúng không? Con biết rồi. Đúng rồi, con biết rồi đấy, đúng rồi, rất là tự tin. Siêu rồi đấy, mình đang gần 5 tuổi nhé các bạn nhé. Wow, cố lên, đứng lên. Con nóng à? Con thả ra đây. Nhấc 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 đây. Đây con rút rút ra, mua bắn rồi. Rồi. Chè đi. À đây là giải khát mùa hè. Chè đồ đen. Các bạn vẫn đang cố gắng luyện tập. Ô. Rồi các bạn ấy áo rồi ra nghỉ một tí nha. Ba luyện tập. Ma rồi, ma rồi. Ma rồi. Nó chè ra đây, chè thấy ăn chè vậy. Anh ba ơi, ăn chè con ơi. Con. Em uống nước thôi. Chỗ này đi hơi khó. Trọng tâm thấp xuống. Đứng thẳng người lên rồi mon này. Đấy, các bạn đi dần dần đi nhanh rồi đấy. Tập tiền lên. Mình đang đấy. Bế lên, dẫn lên thôi rồi đấy. Đấy, mình đang lại đi. Siêu.
đi đi, con đi đi. Đạp chân lên đi, đấy, cố gắng lên. Rồi đi đi. Ok, xin chào tất cả các bạn nhá. Ok, các bạn thấy đấy, chụp patin không phải dễ đâu các bạn, rất là khó rồi các bạn. Con đem gì thì ấy được 4 lần. Rồi, ok. Ok, bạn nhá. Mình sẽ cố gắng luyện tập nhá. Các bạn là mình sẽ cố gắng đi tập nhá. Để khi nào mình chuẩn nó siêu đẳng cho các bạn xem nhá. Như là tài năng lý cho các bạn xem nhá. Wow. Hôm nay mình chỉ tập như thế thôi các bạn. Ok, bye bye các bạn nhé. Các bạn nhớ đăng ký và chia sẻ nhé. Bye bye.